Thưa quý vị và bà con, hiện tại thì Minh Thư đang có mặt tại nông trường của công ty cổ phần cao su Thống Nhất, nơi mà trước đây chúng ta đã từng gặp gỡ và làm quen với ông Trần Văn Thành để nghe ông chia sẻ về cái kinh nghiệm trồng chuối công nghệ cao của công ty. Ngày hôm nay cũng tại nông trường này, chúng ta sẽ được gặp lại ông Trần Văn Thành, nhưng mà khác một chút xíu đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình trồng mít Thái xuất khẩu. Vậy thì có gì đặc biệt hay không? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ quý vị và bà con nhé. Mít giàu chất dinh dưỡng như vitamin A, C, canxi và nhiều dinh dưỡng khác, do đó rất có lợi cho sức khỏe. Trồng mít vốn đầu tư không nhiều, dễ trồng và dễ chăm sóc. Thời gian sinh trưởng thu hoạch ngắn, thích hợp với nhiều vùng sinh thái trên cả nước. Hiện nay, mít Thái là một trong 9 mặt hàng đã chính thức xuất khẩu bằng đường chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và chiếm 95% sản lượng mít xuất khẩu của cả nước. Con chào chú Thành. Chú chào con. Dạ, lâu quá rồi, chắc là phải hơn một năm nay rồi chú cháu mình mới gặp nhau đúng không chú? Ủa chú Thành ơi, hình như là chú đang phân loại mít hay sao vậy chú? Mít này là lần đầu tiên là công ty của chú là thu hoạch. Mà chú trước đây chú cháu mình đã từng cùng làm việc với nhau. Dạ. Chú biết con có cái đam mê là trái cây. Hôm nay là thu hoạch đầu tiên của vụ mùa, thì chú có nhắn con vào để cùng chú là để mà tham quan. Dạ. Rồi là thưởng thức. Con thấy mít ở đây nè, mình thu hoạch trái rất là to luôn á. Không biết là giống mít mà công ty mình trồng là giống gì vậy chú Thành? Cái giống mít hiện nay công ty đang trồng và thu hoạch đây là giống mít Trang Gai. Giống mít này nó có cái lợi thế là cái độ ngọt, rồi cái vỏ nó vài dày, vỏ dày để mà dễ vận chuyển, nó không bị dập. Bao lâu thì mình sẽ thu hoạch được vậy chú? Này đã trên 24 tháng. Cho nên là ngày hôm nay là mình bắt đầu thu hoạch được. Bắt rồi, đầu thu hoạch được rồi. Dạ, dự kiến là mình sẽ thu hoạch trong bao lâu thì hết ạ? Trong cái mít này chúng ta là dự kiến là thu hoạch là cái đợt 1 này trong vòng là 2 tháng. Dạ. Ở cái nông trường này của mình á thì mình trồng mít với diện tích bao nhiêu vậy chú Thành? Cái diện tích của cái đội nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này trồng bước đầu thử nghiệm trồng như thế là 11 hectare. Wow. Cái quy trình mình trồng và chăm sóc cái giống mít này á để xuất khẩu sang nước ngoài nó có khác gì mà mình trồng chăm sóc mít ở nhà để ăn không chú? Không, cái này thì hoàn toàn là nó phải khác rồi. Dạ. Tức là cái yêu cầu nước ngoài rất là khắt khe về cái thuốc bảo vệ thực vật, tức là phải nằm trong cái danh mục mà được cục bảo vệ thực vật là cho phép. Dạ. Cái thứ hai nữa là hướng tới là sử dụng các chế phẩm sinh học thân thiện môi trường. Và khi mà nước ngoài họ tới họ thu mua mít của mình á, là họ tới tại cái nơi sản xuất luôn. Vậy thì cụ thể là với cái giống mít này á, ở công ty mình trồng á, mình bón phân như thế nào vậy chú Thành? Theo từng giai đoạn hay sao ạ? Bón phân theo từng giai đoạn. Giai đoạn khi mà nó sinh trưởng phát triển, rồi khi mà để trái, rồi trong quá trình đó, rồi đến một thời điểm nào đó thì phải tăng cường thêm canxi hoặc là phân thêm kali. Dạ. Kết hợp với các vi lượng để làm sao cái độ ngọt nó đạt được yêu cầu của khách hàng. Dạ, vậy thì chắc là trong quá trình trồng lúc đầu là mình cũng sẽ có những cái bước như là mình chọn những cái trái đạt tiêu chuẩn đầu tiên để mình nuôi nó lớn lên đúng không chú? Sẽ loại bỏ bớt những cái trái mà không đạt tiêu chuẩn để mình dồn chất dinh dưỡng cho những cái trái đạt không chú Thành? Con nói như vậy cũng đúng, từ vì khi mà cây mít nó lên thì quá trình lúc đầu để số lượng sử dụng một cây mít. Dạ. Là yêu cầu là để 4 trái. Nhưng dạ, bước đầu là mít ra là bên đội ngũ kỹ sư ta sẽ để khoảng 6 đến 8 trái. Dạ. Và xong những trái mít nào mà nó đã thụ phấn mà gai đều, nó mới trùm bao lại loại những cái trái mít khác. Để tập trung dinh dưỡng cho trái mít nó có chất lượng là trên 10 kg. Dạ. Mà đặc biệt có những trái mít nó lên 20 mấy kg. Dạ. Từ vì tiêu chuẩn mà xuất khẩu vào thị trường nước ngoài nó tối thiểu phải 10 kg. Dạ. Dạ chú Thành ơi, thế thì sau khi mà mình thu hoạch xong á, mình có cắt bớt tỉa cành nhánh gì đó để bắt đầu là mình chuẩn bị cho cái vụ sau nữa không chú Thành? Thì theo cái quy trình kỹ thuật mà trồng chăm sóc và thu hoạch mít này á, thì khi mà thu hoạch xong hết một đợt rồi là phải tổng vệ sinh hết. Dạ. Tỉa những cái cành mà đại để là trong cái thuật ngữ của nông nghiệp là những cành tâm, những cành đực đó, rồi là tạo tán. Dạ. Rồi bắt đầu mới bón phân để làm sao cho cây nó sung lại, nó hồi phục lại. Dạ. Sau khi thu hoạch lúc đó là cái thời điểm mà cây nó sung nhất thì lúc đó tiếp tục cho trái dụng tiếp. Thế thì một năm mình sẽ thu hoạch được bao nhiêu vụ vậy chú Thành?
Một năm thì xác định là đối với cái vùng trồng mít của miền Đông Nam Bộ này thì xác định là 2 vụ trong một năm. Bây giờ chắc là phải nhờ chú Thành dẫn con đi tham quan cái vườn mít của nông trường mình để cho con biết được cái mình trồng cái mít này như thế nào chú Thành. Rồi, mời con. Dạ. Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 11 hectare trồng mít Thái xuất khẩu sang Trung Quốc. Mỗi hectare có thể trồng khoảng 660 cây mít. Cây mít trồng 2 năm là có thể thu hoạch. Để có những trái mít ngon, chất lượng, bà con cần nắm vững một số kỹ thuật sau. Sử dụng cây ghép có đường kính gốc ghép từ 1 đến 1,5cm, cành ghép cao từ 40 đến 60cm, cây khỏe mạnh, không bệnh, đặc biệt phải là dòng F1 thuần chủng thì mới đảm bảo về năng suất và chất lượng. Chọn cây có bộ rễ phát triển mạnh, lá đang giai đoạn già, vết ghép tiếp hợp tốt. Trồng vào đầu mùa mưa với khoảng cách lý tưởng là hàng cách hàng 5m và cây cách cây 3m. Tưới nước và bón phân phù hợp với độ tuổi của cây trồng. Thường xuyên cắt tỉa cành hư, trừ nấm, không để rêu xanh bám vào cây mít. Khi mít ra bông đầu trái thì tỉa bớt trái non, bọc trái bằng túi chuyên sử dụng cho trái mít. Dạ chú Thành ơi, làm sao mà mình biết được cái trái mít nó đã già rồi, nó có những cái đặc điểm để mình biết là mình đã thu hoạch được vậy chú? Tại vì cái trái mít này nó con biết rằng là để đạt cái tiêu chuẩn mà thương phẩm mà xuất á, thì xác định cái trái mít mà để mình thu hoạch, thứ nhất là trái mít sẽ chuyển đổi màu, cái hai toàn bộ cái ra nở đều. Thu hoạch xong thì mình có phân loại hay sơ chế gì không chú Thành? Mình thu hoạch xong là bắt đầu mình phân loại, tức là mình phải kiểm tra nó có bị sơ đen hay không, rồi cái trọng lượng nữa, trọng lượng của trái mít. Từ về nhu cầu, từ về cái mít này, mít thương phẩm nó bán theo cái chất lượng của muối mít. Dạ chú Thành ơi, như con thấy ở nhà mà ví dụ mít trồng á, thì người ta vẫn hay nói là mặc dù là trái to, tròn, đẹp, nhưng mà khi mà ăn cái muối mít ở trong á, nó bị nhạt á, thì không biết nguyên nhân là do đâu vậy chú Thành? Là do là mít nó thiếu canxi với lại kali với một số cái vi lượng. Và đồng thời mít khi mà nó bị sơ đen rồi là cái độ ngọt nó giảm rất là nhiều. Chú Thành ơi, thế thì mình trồng mít ở công ty như vậy có bao giờ mình gặp trường hợp như thế chưa chú? Ví dụ như là nó nhạt hay là nó bị sơ đen như chú vừa nói á. Ngay từ đầu khi mà đã ra trái mít rồi, chọn những cái trái mít xong, bắt đầu là kỹ thuật họ sẽ xác định cái cây đó nó bị lép muối sơ đen là lôi ngay từ đầu. Dạ. Và làm cái thao tác là bao trùm lại để chống cái vi khuẩn nó xâm nhập hoặc là cái loại côn trùng mà nó chích mũ. Thì lúc đó là cái trái mít đã bảo đảm khi mà cuối cùng rồi cái tỷ lệ thu hoạch của mình mà đạt cái thương phẩm nó phải đạt trên 80%. Cây mít cũng thường xuất hiện các loại sâu hại như sâu đục thân, sâu đục quả, ruồi đục quả. Ngoài một số bệnh hại thì đáng sợ nhất với cây mít là hiện tượng sơ đen. Khi gặp loại bệnh này, trái mít dù vẫn lớn bình thường nhưng bên trong có nhiều sơ đen nên không có giá trị thương mại. Ăn cho mít, bà con cần bổ sung thêm kali trắng, canxi trước và trong giai đoạn cây ra bông. Nếu dùng canxi lỏng phun và tưới gốc định kỳ 2 tháng một lần sẽ giảm được hiện tượng sơ đen cho mít. Thì bây giờ vậy, nãy giờ chú cháu mình cũng đi tham quan vườn mít rồi trực quan là nhìn thấy cái thành quả của công ty làm đến giờ này thì để cho cháu cảm nhận rằng là cái chất lượng của mít chanh gai mà công ty cổ phần Cao su Thống Nhất đầu tư là hai chú cháu sẽ tìm trái mít chính và con sẽ thử và cho ý kiến một cách khách quan về chất lượng trái mít. Dạ. Mời con. Dạ. Với những cái giống mít Thái mà trước đây con đã từng dùng. Thì khi mà công ty có chủ trương chuyển đổi qua nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì đội ngũ kỹ sư của phòng kỹ thuật công ty cũng nghiên cứu nhiều giống mít
Nhưng hiện nay giống mít chan gai mà công ty đang đang trồng và thu hoạch và đang thưởng thức tại đây, nó là do nó có ưu điểm là cái vỏ mít nó là dày. Dạ. Chủ yếu hướng tới thị trường là xuất ra nước ngoài. Thì trong quá trình vận chuyển nó không bị dập như cái mít khác. Cảm ơn chú Thành rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho chương trình và chia sẻ cho con cũng như bà con biết về cái mô hình trồng mít Thái xuất khẩu của công ty mình ạ. Xin được cảm ơn chú. Thưa quý vị và bà con, mít là loại cây trồng phổ biến mang đến thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Nhưng mà bà con cũng cần phải xem xét, cân nhắc và nghiên cứu kỹ thị trường, tránh tình trạng mà chúng ta trồng ồ ạt với diện tích lớn để không bị lặp lại điệp khúc được mùa mất giá như những loại nông sản khác mà những năm qua chúng ta đã từng gặp phải. Và đến đây thì chương trình Gắn kết nhà nông do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.